Hello, lại là em Giày Si Sài Gòn đây ạ. Em xin chào các bác các anh đã ghé tới kênh của em nha. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây, giày lười cho các bác mang đi làm và đi chơi ạ. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em giày tây, size chuẩn của em đó là size 39.5. Form này khá là thon gọn nha các bác. Em này rất là thon gọn luôn. Size chuẩn của em đó là 39.5. Bác nào ốm thì đôi này thon gọn khá là hợp lý nè. Đó, size chuẩn kem đó là size 39.5. Form rất là gọn chân luôn nha các bác. Đó, từng đường kim mũi chỉ của em này rất là chắc chắn luôn. Em này mặt da khá là đẹp. Đó, lòng trong của em đó các bạn. Phun da toàn bộ rất là đẹp luôn. Đó, đồ mới em này còn khá là cao. Đó, đế của em nó này rất là xịn sò luôn. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã em 106 nha. Size 39, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp theo em lên cho các bác đó là một em giày tây công sở, size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Mặt da trước của em nó là dập vân giống như vân cá sấu nha các bác. Mặt da dập vân cá sấu nha. Đó, mặt da em nó dập vân cá sấu rất là đẹp này các bác. Da em này khá là dày luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Size 41 nha các bác. Đó, độ mới của em này còn khá là cao. Thiết kế của em nó là đế cao tầm 3 phân nha các bác. Đế của em nó các bác này rất là chắc chắn luôn, đã có chống trơn sẵn rồi nha. Đó, độ mới em này còn khá là cao. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Dòng này các bác có thể phối quần tây, quần jean ok hết các bác nha. Đó, lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất là xịn sò luôn nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Đế em nó còn rất là mới. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book dùm em, đó là mã E99 ạ. E99 size 41, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em sneaker. Em này thì khá là nhẹ nha các bác. Dòng này mình mang quần jean, quần kaki, mình đi làm đi chơi rất là tiện lợi luôn nha. Dòng này thiết kế của em nó đã khâu rất là chắc chắn rồi nè. Đó, màu xám nè. Chỗ này là da mài nha các bác. Da mài mình chỉ cần giặt nước thôi, mình không cần lên xi các bác nha. Đó, thiết kế của em nó khá đẹp luôn. Đó, độ mới em này cũng còn khá là cao. Em này mang khá là nhẹ các bác nha. Cầm cảm giác rất là nhẹ luôn nè. Đó, thương hiệu của nó giật dưới đế nè. Đế của nó đế xốp kết hợp với đế cao su chỗ này nè. Đó. Em này rất là nhẹ luôn nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Size 41 nha. Dòng siêu nhẹ luôn nha các bác. Đó, cầm rất là nhẹ luôn. Lòng trong phun da toàn bộ nè. Đó, đế em nó còn rất là đẹp. Đó. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book dùm em, đó là mã E103, size 41, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác đó là một em giày lười. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Một em giày lười size chuẩn của em nó là size 41. Đó, mặt da khá là đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Da của em này khá là dày dặn luôn này các bác. Độ mới em này còn khá là cao. Đế của em nó thiết kế cao tầm 3 phân nha các bác. Đế cao 3 phân. Đó, form dáng của em nó rất là đẹp này các bác. Đó, lòng trong của em nó là phun da dập hiệu bên trong. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Size 41. Đế em nó còn rất là đẹp nè. Size chuẩn là 41, 260cm nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã E97, size 41, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác đó là một em loafer. Size chuẩn của em này là size 43 nha các bác. Size 43, loafer khá là đẹp nha các bác. Dòng này mình phối quần tây hay quần jean đều được nha các bác. Đế của em đó là cao tầm 3 phân. Đó, mặt da em này khá là dày dặn nha các bác. Da khá là dày luôn. Đó, thiết kế của em này ra da nó hơi bóng chút xíu nha các bác. Các bác vệ sinh cho nó dễ luôn, thì mình lấy giấy khô mình chà nó cũng đã bóng rồi nha. Size chuẩn của em nó là size 43. Size 43 nha các bác. Đôi này em còn này còn rất là mới luôn đấy nha. Đôi này độ mới em còn khá là cao luôn. Lòng trong phun da dập hiệu bên trong này các bác. Rất là đẹp ạ. Đó. Size chuẩn của em nó là size 43. Để em nó còn rất là mới luôn nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book dùm em, đó là mã E95, size 43, giá 450k.
Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em dề gồ các bác này. Em này các bác nào to cao mang khá là đẹp nha. Em này quần jean quần kaki khá ok luôn nha các bác. Quần tây thì phối không có được rồi, nhưng mà quần jean quần kaki em này thì quá hợp lý luôn nha. Dáng của em nó dáng dề gồ các bác nha. Đó, dề gồ. Dòng này mang bao bền cho các bác luôn. Thiết kế của em nó đế này, đế đã khâu rất là chắc chắn rồi. Đó, đế em rất là chắc nè các bác. Size chuẩn 41 nha, 41 các bác này. Đó, form dáng em này khá là đẹp luôn. Đó, khá là độc lạ, mà đôi này độ mới còn khá là cao các bác nha. Đôi này còn rất là mới luôn đấy ạ. Đế của em nó hơi dơ, các bác nào mà lấy thì em vệ sinh sạch sẽ cho các bác nha. Đó, độ mới em còn khá là cao. Da em này khá là mềm các bác nha. Da mềm nha chứ không có cứng đâu nha. Các bác mang thoải mái luôn, 41 mang thoải mái các bác nha. Đó, cái này là vết dơ nha các bác, bánh xi bị lem thôi nè. Các bác mà chốt đôi này thì em vệ sinh trắng tinh các bác luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã em 100, size 41, giá 600k. Tiếp tục thì em lên cho các bác một em dáng sneaker. Em này size chuẩn là size 43 nha các bác. Đó, dòng này thiết kế khâu rất là chắc chắn rồi các bác này. Viền đế khâu rất là chắc chắn luôn. Dòng này mình có thể phối quần jean, quần kaki, mình đi làm, mình đi chơi rất là tiện lợi các bác nha. Đó, đế nó dơ thì em vệ sinh cho các bác nha. Đó, mặt da em khá là đẹp luôn này các bác. Da dòng này khá là dày dặn luôn. Đó, đã khâu rất là chắc chắn rồi. Dòng này thì các bác mang đi làm không đi nước thoải mái nha. Không lo bao giờ bút keo róc đế gì đâu. Tại vì dòng này nó khâu rất là tỉ mỉ rồi. Đó, thương hiệu nó dập bên trong này các bác, size chuẩn là 43. Đó, độ mới em này còn khá là cao các bác nha. Đó, da em này mềm lắm luôn. Size chuẩn của em nó là size 43, da khá là mềm các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã em 103, size 43, giá 450k. Tiếp tục em lên nha các bác, đó là một em dề lười. Mặt da trước của em nói chỗ này là vân cá sấu nha các bác. Da này da cá sấu mà ngay trước mũi của em nó này. Trước mũi của em nó là da cá sấu nha. Xung quanh của em nó là da bò ạ. Đó, khá là đẹp luôn nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 42.5. Đó, mặt da em khá đẹp các bác nha. Size chuẩn của em nó là size 42.5. Dòng này mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok các bác nha. Quần tây, quần jean đôi này là khá hợp lý đấy ạ. Đó, mặt da em khá là dày luôn. Da mặt trước của em nó là da cá sấu chỗ này nha. Đó, xung quanh này là da bò hết. Rất là đẹp luôn, lòng trong phun da rất đẹp các bác này. Đế em nó thì đã được khâu rất là chắc chắn rồi. Dòng này bao bền cho các bác nha. Đó, rất đẹp luôn. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã E96, size 42.5, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em dì lười. Thiết kế của em này là da lộn nha các bác. Da lộn thì mình giặt nước thôi nha. Các bác không cần lên xi đâu nha. Dòng này mình xài dơ thì mình giặt nước thoải mái, không cần vệ sinh đánh xi đâu nha. Đó, thiết kế của em nó là da lộn nè. Đó, rất là đẹp luôn này các bác. Độ mới em này cũng còn khá là cao. Dòng này thì mình vừa phối quần tây, quần jean. Các bác nào mà hai em lên quần sọc thì đôi này mang cũng hợp lý nha. Lòng trong của em nó thì phun da toàn bộ rồi. Dòng da này thì khá là mềm luôn này các bác. Da rất là mềm luôn ạ. Bận quần sọc mình mang cà phê, cà pháo cũng rất là tiện lợi luôn. Không cần mang vớ nha. Đó, em da lộn này rất là hợp lý cho bác nào mà chân 42, 425 nha. Quá hợp lý, mình mang cà phê, cà pháo rất là tiện lợi. Quần tây, quần jean hay là quần kaki, quần sọc mình đều mang được luôn các bác nha. Size chuẩn của em nó là 42, 42 trên 42.5 ok các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã E104, size 42, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em giày tây công sở dáng derby. Đôi này của em nó là màu nâu đậm nha các bác. Màu nâu đậm mà. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Size 41 dáng derby khá là đẹp các bác nha. Đó, mặt da em khá là dày luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 màu nâu đậm. 41 màu nâu đậm các bác nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Thương hiệu Tandy. Em này sản xuất tại Hàn Quốc các bác nha. Tandy dập bên trong này các bác. Đó. Đôi này sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Thương hiệu Tandy. Độ mới em này cũng còn khá là cao. Đế của em đó, đế da đã có chống trơn.
size chuẩn là 41 các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã E102 size 41 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em dì lười ạ. Em này size rất là bé các bác nha. Size này chỉ có 39 thôi. Cái này hơi dơ, em chưa có vệ sinh cánh xi nha. Các bác mà chốt thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bác nha. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Form này form Nhật cho nên mà size em này rất là bé các bác nha. Size chuẩn 39 ạ. Đó, rất là đẹp luôn nè. Vệ sinh cánh xi nữa, đôi này quá long lanh luôn các bác nha. Đó. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ dập hiệu bên trong này các bác. Đó. Khá là đẹp luôn. Đó, độ mới em này còn khá là cao các bác nha. Đó, quá hợp lý luôn nè. Quá xuất sắc luôn. Đó. Đây là đế da đã có chống trơn rồi nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 39 ạ. Size 39 các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã E98 size 39 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em giày tây. Em này cũng size bé các bác nha. Size chuẩn của em nó là size 40 thôi. Size 40. Form này là mũi nó hơi thon chút xíu nha. 39.5 40 đều ok các bác nha. Đó, thiết kế của em nó là đế da. Đế da này các bác rất là đẹp luôn. Đôi này độ mới còn khá là cao các bác nha. Đế của em nó là thiết kế cao tầm 3,5 ạ. Mũi hơi thon gọn nha. Mũi rất là thon gọn. Size chuẩn con nó là size 39.5 trên 40 ạ. 40 39.5 thoải mái luôn các bác nha. Đó, lòng trong của em nó là phun da toàn bộ nè. Đó, da khá là đẹp luôn, khá là dày các bác nha. Đế này là sản xuất tại Italy các bác nha. Đế da sản xuất tại Italy. Size chuẩn con nó là size 40 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mẫu E47 size 40 giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác một số mẫu dây nịt. Đó, da của em nó là da bò sáp các bác nha. Da bò sáp khá là dày. Dòng này là hàng mới nha các bác. Hàng mới nhưng mà dòng da này khá là bền bỉ luôn. Hàng Thái Lan em nhập chút ít mẫu về em thanh lý cho các bác nè. Khóa khóa đồng này, dập hiệu Armani. Dòng bán 3,5 nha các bác. Dòng này thì các bác bụng to bụng nhỏ mình có thể nới mình cắt bỏ chỗ này được nha. Bán 3,5, dập hiệu Armani. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 14 nha. Mã 14 giá 250k. Tiếp tục em lên cho các bác một mẫu da sáp hiệu Levi các bác nha. Khóa khóa đồng, dòng này là bán 3,5 nha. Bán 3,5, đục lỗ 5 lỗ này. Đó. Các bác nào bụng to bụng nhỏ mình có thể nới mình cắt được nha. Hoặc là các bác nào bụng to mình có thể bấm thêm lỗ hoặc mình cắt bớt cũng được nha. Khóa khóa đồng nè, rất là xịn sò luôn. Giá chỉ 250k thôi nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em mã 15 nha. Tiếp tục em lên cho các bác một mẫu da bò trơn nè. Mẫu này thì các bác có thể phối quần tây, quần jean đều được nha. Quần tây, quần jean các bác phối thoải mái luôn. Bán này là bán 3,5 nha. Bán 3,5 các bác nha. Khóa khóa đồng. Dòng này các bác đều có thể nới và cắt bỏ được nha. Da khá là mềm luôn. Dòng này bao bền cho các bác vài năm luôn. Đó, em có mấy mẫu thanh lý rẻ cho các bác 250 thôi. Dòng này mà ra ngoài các bác mua ít nhất cũng phải tầm 450-500. Mà chưa chắc đã được da xịn sò như thế này đâu. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 19 nha. Mã 19 ạ, giá 250k. Đó, quá xịn sò luôn nha các bác. Đó. Rồi, em xin chào các bác, em hẹn các bác vào live tiếp theo nha.